Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game. Mình sẽ chơi Stickwagon. Trước tiên thì các bạn, vẫn còn điểm để nâng cấp. Chỉ thôi nào, sẽ tạm thời tắt. Tập hợp quân. Attack. Wow. Đối thủ là người chủ động tấn công trước kìa. Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 trận đấu. Nếu chúng ta đi được đến vòng chung kết, mình đang ở cái vòng đấu thứ 2. Thank you.
tấn công, quân địch đang định áp sát chúng ta rồi. Quân địch lấy gì ra mà phòng thủ với mình nhé? Sẽ review Plane and Zombie nhé. Ta sẽ chơi một cái mini game. Let's go.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ review tank start nhé.
Mình chưa bắn cái quả xe tăng bao giờ đâu. Chuẩn sức mạnh nó xem này. Yêu thế nhở. Mình sẽ chơi bằng stick nha. Yes.
tiêu cực luôn anh em ạ.
giờ thì mình sẽ preview tựa game tiếp theo trong video này. À không, mình sẽ lựa chọn tựa game khác trước nhé. Ai cần phải bật cả màn hình. Mình sẽ chơi Most Control.
mình sẽ review Super Gold. Đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhà về tuyến 2. Tuyến 2 sút luôn. Perfect. Liệu có một tình huống dứt điểm từ xa không? Không có. Chạy băng xuống, đúng rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ review Stickman. Bot à? Ôi à.
video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Và hãy nhớ comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.